Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc hoa hồng ở trên trái tim. Thì trái tim này các bạn có thể dùng để trang trí hộp quà hoặc là làm thiệp hoặc là trên váy áo. Để thực hiện hoa hồng này, các bạn sẽ sử dụng sợi cô tông Việt Nam 1mm, màu tùy ý, kim móc 1,5 tới 1,75 mm, kim gài đánh dấu và kéo. Chúng ta sẽ móc từ trong ra ngoài và từ ở bông hoa này móc xuống ra ngoài trái tim. Các bạn sẽ sử dụng màu len mà các bạn muốn làm phần hoa. Nếu như các bạn muốn hai màu thì chúng ta sẽ sử dụng cái màu hoa trước, còn nếu không thì các bạn có thể sử dụng một màu như thế này. Để móc phần hoa đầu tiên, các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật và móc vào bên trong vòng tròn 5 mũi đơn. Các bạn sẽ móc vào trong vòng tròn ma thuật này 5 mũi đơn. Kéo cho vòng tròn khít lại và nối vòng bằng một mũi trượt vào trong mũi đầu tiên này. Hàng thứ hai, các bạn sẽ chia ra làm hai phần. Trên một mũi móc, các bạn nhìn ở phía trên đầu mũi, các bạn sẽ thấy có hai sợi. Một sợi là sợi phía sau hay là ở phía ngoài, còn một sợi là phía trước hay là phía trong. Thì chúng ta sẽ móc hai hàng vào trong hai sợi này. Hàng đầu tiên chúng ta sẽ móc vào sợi trước và hàng thứ hai chúng ta sẽ móc vào sợi phía sau của cùng một mũi. Các bạn sẽ móc tăng mũi ở hàng thứ hai. Chúng ta đang có 5 mũi đơn, các bạn sẽ móc 5 mũi đơn tăng. Nghĩa là ở cùng một chân các bạn sẽ móc vào 2 mũi đơn. Như vậy là 5 lần. Thì từ 5 mũi chúng ta sẽ tăng lên thành 10 mũi. Và hàng thứ hai này các bạn sẽ móc vào sợi trước. Chúng ta chỉ lấy một sợi ở phía trước này thôi. Và các bạn móc lên thành mũi đơn. Một chân như vậy các bạn móc 2 mũi đơn. Như vậy là hàng thứ hai này từ 5 chúng ta sẽ tăng lên thành 10. Nhớ là chỉ móc sợi phía trước thôi nha các bạn. Và sau khi móc xong cái sợi phía trước này thì chúng ta tiếp tục móc ở sợi phía sau. Các bạn cũng móc tăng mũi từ 5 lên thành 10 giống như ở sợi trước vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ móc đâm kim vào cái sợi phía sau còn lại này và các bạn móc lên. Ở đây thì chúng ta sẽ dùng cây kim gài để đánh dấu cái mũi đầu tiên này lại. Các bạn sẽ móc 5 mũi đơn tăng. Nghĩa là một chân các bạn móc vào 2 mũi đơn. Từ 5 chúng ta tăng lên thành 10. Tiếp theo, chúng ta sẽ móc vào sợi trước. Cái hàng chúng ta vừa móc xong á, cái hàng trước là các bạn sẽ không móc tiếp vào cái hàng trước này mà chúng ta sẽ móc tiếp vào cái hàng các bạn vừa móc xong, là cái hàng móc ở sợi sau á. Thì chúng ta cũng chia cái hàng này ra thành hai sợi, sợi trước và sợi sau. Chúng ta sẽ móc sợi trước.
Đây là cái mũi đầu tiên của cái hàng các bạn vừa móc xong. Thì chúng ta sẽ móc vào cái mũi này. Hàng này chúng ta sẽ tạo cánh ở lớp bên trong. Thì các bạn sẽ móc vào cái sợi trước của mũi này. 4 mũi nửa kép cùng một chân nha các bạn, cùng vô cái sợi trước của mũi này. Các bạn sẽ móc 4 mũi nửa kép. Các bạn cũng đánh dấu cái mũi đầu tiên này lại. Mũi tiếp theo thì các bạn sẽ móc một mũi trượt cũng là vào sợi trước. Và chúng ta sẽ lặp lại 4 mũi nửa kép vào cùng một chân, một mũi trượt và mũi tiếp theo cho tới hết vòng. Tổng cộng chúng ta sẽ được 5 cánh hoa. Và lưu ý là chỉ móc vào sợi trước. Không đâm kim qua cả hai sợi nha các bạn. 4 mũi nửa kép vào cùng một chân và một mũi trượt. Lặp lại như vậy cho tới hết vòng. Tổng cộng là được 5 cánh hoa. Cái hoa này nếu như các bạn không có muốn tạo cái trái tim thì các bạn có thể móc cái phần hoa này thôi, thì để trang trí váy áo hoặc là mũ nón gì cũng được. Còn các bạn muốn mà có thêm trái tim thì chúng ta sẽ móc thêm cái phần trái tim ở phía sau. Sau khi các bạn móc xong cái phần cánh hoa này thì chúng ta sẽ nối lại, nối vòng bằng một mũi trượt vào phần mũi đầu tiên. Như vậy là đã xong lớp cánh hoa tiếp theo. Hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc vào cái sợi phía sau này. Phía sau này lúc nãy chúng ta có 10 mũi thì bây giờ các bạn sẽ tăng lên 10 mũi đơn tăng từ 10 thành 20. Nghĩa là một chân các bạn sẽ móc 2 mũi đơn. Đánh dấu cái mũi đầu tiên này lại. Các bạn móc 10 mũi đơn tăng vào sợi phía sau này. Ở đây mình sử dụng sợi cô tông Việt Nam. Còn nếu như các bạn muốn hoa của mình to hơn thì các bạn có thể sử dụng cái sợi có cái độ lớn của sợi len nó to hơn thì bông hoa sẽ to hơn. Sau khi móc xong 10 mũi đơn tăng là được 20 mũi. Chúng ta sẽ nối vòng bằng một mũi trượt vào trong mũi đầu tiên này. Hàng tiếp theo, các bạn cũng sẽ móc vào cái hàng mà chúng ta vừa mới móc xong, cũng chia ra sợi trước và sợi sau. Thì đầu tiên, các bạn sẽ móc ở sợi trước. Các bạn móc một mũi trượt. 3 mũi nửa kép vào cùng một chân là mũi tiếp theo đó nha các bạn. Các bạn móc 3 mũi nửa kép vào cùng một chân. Tiếp tục mũi tiếp theo chúng ta cũng móc 3 mũi nửa kép vào cùng một chân. Bỏ qua một mũi không móc, móc một mũi trượt vào mũi tiếp theo. Hàng này chúng ta cũng làm móc sợi trước không nha các bạn.
Và chúng ta sẽ lặp lại 3 mũi nửa kép vào cùng một chân, 3 mũi nửa kép vào chân tiếp theo, bỏ qua một mũi và móc một mũi trượt. Như vậy là chúng ta sẽ có được 5 cánh hoa tiếp theo. 3 mũi nửa kép vào một chân, 3 mũi nửa kép vào chân tiếp theo, bỏ qua một mũi không móc và móc một mũi trượt. Như vậy là các bạn thấy nó sẽ tạo thành cái cánh hoa như thế này. Các bạn lặp lại như vậy cho tới hết vòng thì chúng ta sẽ được 5 cánh hoa. Móc xong cái hàng này là chúng ta đã móc xong cái phần hoa ở trên. Hàng tiếp theo là các bạn sẽ bắt đầu móc cái phần trái tim. Cho nên nếu như các bạn muốn đổi màu của cái phần trái tim ở dưới thì sau khi móc xong cái hàng này là chúng ta sẽ đổi màu. Còn các bạn muốn nó cùng một màu thì không cần thiết phải đổi màu. Nhưng mà mình thấy là mình đổi màu thì nó sẽ nổi bật cái hoa ở phía trên lên, và cái nền ở phía dưới là cái trái tim thì nó sẽ rất là đẹp. Sau khi móc xong 5 cánh hoa thì chúng ta sẽ đổi màu. Ở đây mình sử dụng màu trắng. Các bạn có thể sử dụng màu nào tùy ý. Thì đổi màu, các bạn sẽ móc một mũi trượt, đâm kim vào chân mũi tiếp theo và các bạn lấy cái sợi mới này lên, qua khỏi cái sợi lên này, đặt thành một mũi trượt và các bạn đã đổi màu ở đây. Hàng tiếp theo các bạn sẽ móc vào cái sợi sau còn lại ở phía dưới này và các bạn sẽ móc như sau. Trong khi móc thì các bạn sẽ giấu luôn cái sợi thừa ban đầu này vào. Phần màu hồng này mình đã móc xong thì mình có thể cắt. Các bạn cắt dư ra một chút để chúng ta sẽ giấu hai cái sợi này vô trong lúc chúng ta móc luôn. Thì chúng ta sẽ móc ở sợi sau này. Các bạn sẽ móc lần lượt 3 mũi đơn vào 3 mũi tiếp theo. Mỗi một mũi chúng ta móc một mũi đơn. Trong khi móc là giấu cái sợi len thừa này vô luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ móc 3 mũi đơn. Mũi tiếp theo chúng ta sẽ móc vào cùng một chân này, một mũi đơn và một mũi nửa kép. Một mũi đơn, một mũi nửa kép vào cùng một chân. Mũi tiếp theo chúng ta sẽ móc 2 mũi nửa kép vào cùng một chân. Mũi tiếp theo chúng ta sẽ móc 2 mũi kép. Chỗ này là 2 mũi kép nha các bạn, không phải là mũi nửa kép nữa. Các bạn sẽ móc 2 mũi kép vào cùng một chân. Rồi, tiếp tục, mũi tiếp theo các bạn sẽ móc 2 mũi nửa kép vào cùng một chân. Đây là một bên của trái tim. Các bạn sẽ móc 3 mũi trượt. 3 mũi trượt. Để qua phần phía bên kia của trái tim thì mũi tiếp theo các bạn sẽ móc 2 mũi nửa kép vào cùng một chân. Mũi tiếp theo là 2 mũi kép vào cùng một chân. Rồi, 2 mũi nửa kép vào cùng một chân tiếp theo. Mũi tiếp theo sẽ là 1 mũi nửa kép và 1 mũi đơn.
vô cùng một chân. Tiếp đó chúng ta sẽ móc 3 mũi đơn vào 3 mũi tiếp theo này. 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn. Tiếp theo các bạn sẽ móc 1 mũi nửa kép, 1 mũi kép vào mũi tiếp theo và 1 mũi nửa kép vào mũi cuối cùng. Kết lại bằng một mũi trượt vào mũi đầu tiên. Chúng ta sẽ móc thêm một hàng nữa để cho cái phần trái tim này nó to ra. Thì cái hàng cuối cùng này chúng ta sẽ đâm kim qua cả hai sợi của mũi luôn. Các bạn sẽ không cần phải móc sợi trước sợi sau ở hàng cuối cùng này. Chúng ta sẽ đâm kim qua cả hai sợi để móc. Thì các bạn sẽ móc hàng này, chúng ta sẽ lên một mũi bính để lên hàng. Và các bạn sẽ móc 6 mũi đơn lần lượt vào trong 6 mũi này. 1 2 3 4 5 6 mũi đơn. Sau đó chúng ta sẽ móc một mũi đơn tăng vào mũi tiếp theo, nghĩa là hai mũi đơn vào cùng một chân. Mũi tiếp theo sẽ là một mũi đơn cộng với lại một mũi nửa kép vào cùng một chân. Tiếp theo là hai mũi nửa kép vào cùng một chân. Hai mũi kép vào cùng một chân tiếp theo. Hai mũi nửa kép vào cùng một chân tiếp theo. Móc một mũi trượt. Các bạn sẽ bỏ qua một mũi và móc một mũi trượt vào mũi tiếp theo. Như vậy là chúng ta đã được một bên của trái tim. Tiếp tục móc bên tiếp theo. Các bạn móc hai mũi nửa kép vào cùng một chân. Hai mũi kép vào cùng một chân. Hai mũi nửa kép vào cùng một chân. Một mũi nửa kép và một mũi đơn vào cùng một chân. Các bạn thấy là bên này nó sẽ ngược với bên này. Bên này là khi chúng ta móc lên á, thì là một mũi đơn và một mũi nửa kép. Còn bên này khi chúng ta móc xuống thì chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép và một mũi đơn. Là cái độ dài của cái mũi nó sẽ thay đổi. Ở đây là từ thấp lên cao, còn đây là từ cao xuống thấp. Thì ở đây sau khi móc xong một mũi nửa kép và một mũi đơn vào cùng một chân thì các bạn sẽ móc tiếp một mũi đơn tăng, nghĩa là hai mũi đơn vào cùng một chân. Rồi 6 mũi đơn bình thường vào trong 6 cái mũi này. Tiếp đó là một mũi nửa kép và hai mũi kép vào cùng một chân. Một mũi nửa kép vào mũi cuối cùng. Và chúng ta sẽ kết vòng bằng một mũi trượt. Kết thúc là các bạn móc lên một mũi bính và các bạn cắt sợi chỉ đi, rút cái kim ra và thắt lại. Như vậy là các bạn đã hoàn thành phần trái tim có hoa hồng ở bên trong. Chúng ta sẽ giấu cái sợi thừa này vào bên trong này. Các bạn có thể dùng kim may để luồn vào, hoặc là chúng ta sẽ dùng cây kim móc này để móc cái sợi này vào bên trong.
Sau khi móc xong thì các bạn có thể dùng keo dán để dán cái phần trái tim này lên những cái bề mặt mà các bạn muốn trang trí, ví dụ như là làm thiệp hoặc là làm hộp quà. Còn nếu như các bạn muốn trang trí trên váy áo mũ thì cái phần sợi đầu tiên này các bạn sẽ phải chừa ra một đoạn dài hơn, để sau khi móc xong các bạn sẽ dùng cái sợi này để các bạn may ráp vào trong cái phần trang trí váy áo mũ của các bạn. Chúc các bạn thành công.